On March 27, 2023, I embarked on my first day at UCE Chile, a day marked by a warm welcome and an enlightening introduction to the university. Professor Max Marian greeted me at the gate, setting the tone for what would be an exciting start of my journey. Yo estudié el pregrado acá, pero el magíster era mi oportunidad de demostrar que sí puedo ser una alumna de la UCE, que sí puedo rendir y que tengo las capacidades para estar aquí. Recuerdo que la primera clase salí llorando, pero de alegría. Y hoy cuando me acuerdo de nuevo, me vuelvo a emocionar. Tuy nhiên, tôi đã nhận được rất nhiều sự chào đón rất nồng nhiệt và thân thiện. Họ rất quan tâm đến văn hóa của tôi và đã dạy cho tôi rất nhiều về văn hóa Chile. Me acuerdo de la bienvenida que hacían para los estudiantes novatos de pase. No conocía a nadie, pero me animé a ir y ahí hicimos un grupo como para competir y de ahí nació mi primer grupo de amigos. Walking through the beautiful maintained gardens and seeing the various buildings and study spaces only heightened my excitement for the experiences that lay ahead. Para mí, ser parte de la UCE es el máximo privilegio que puedo tener. Ấn tượng họ để lại cho tôi ngày hôm đó thật sự khó quên và mỗi ngày tôi đều cảm thấy vô cùng tự hào khi được chia sẻ và làm việc trong một nhóm đa văn hóa như vậy. Invitamos a todos a unir nuestras voces de diferentes partes del mundo. Reunámonos en el encuentro de las culturas y celebremos cada una de las trayectorias que nos llevaron a la UCE. ¡Nos vemos!